Những trang trại xanh mướt là khởi đầu cho hành trình của chúng tôi, nơi mỗi hạt cà phê được nuôi dưỡng và chăm sóc. Quy trình sơ chế tỉ mỉ. Rang xay chính xác. Và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Là cam kết của chúng tôi cho những hạt cà phê đặc sản, chất lượng cao, chúng tôi luôn hướng tới sản xuất cà phê bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường và bảo vệ quyền lợi của người nông dân. Mỗi tách cà phê là một câu chuyện về đam mê và tình yêu đối với cà phê. Cà kể factory, nghe cả kể chuyện.